phai nhạt cuối xuân. Tiếng nghe nao nao trong lòng rất nhớ em hỡi, khi lòng chót yêu. Đêm trong cô đơn là lúc xa xa ngàn tình yêu. Người yêu ơi, rạng trong tim yêu em nồng say tình đôi ta nguyện mai sau. Người yêu ơi, một lòng không phai, lòng muốn nói rằng nhất kiếp thì sẽ mãi yêu trọn đời. Năm dần mãi trôi, tình yêu đôi ta đang vào cõi hư vô. Yêu em sao nhiều trái ngang, tình yêu em trao tôi làm con tim chơi vơi ngàn tình yêu. Người tôi yêu ơi, dạng trong tim yêu em nồng say tình đôi ta giờ đã hết. Lời chia tay lạnh lùng phôi phai, lòng muốn nói rằng nhất kiếp thì sẽ mãi yêu trọn đời không hề đổi thay. Tình có nói nhiều sóng gió, nào biết trước trên đường đời bao điều đổi thay. Tình là chi, đời là chi, chất ngất khi cuộc tình mang nhiều đắng cay. Yên nắng phai nhạt cuối sân, tim nghe nao nao trong lòng rất nhớ em hỡi, khi lòng trót yêu. Đêm trong cô đơn vì anh yêu chúc mừng Trần Duy Đạt và Lặng Thầm Một Tình Yêu. Ngay sau đây chúng tôi rất được mong muốn được lắng nghe ý kiến của ban giám khảo ạ. Xin mời ca sĩ nhạc sĩ Tú Dương. Đầu tiên thì anh xin chúc mừng em. Những tràng pháo tay của mọi người cũng như tiếng hú hét thì là cũng đã nói lên phần trình bày này của em. Nhưng mà anh thì anh muốn góp ý với em một chi tiết như này. Thực ra những bài hát cover ấy lại như em được vừa rồi em cũng làm rất xuất sắc, bởi vì em cũng đã thay đổi rất là nhiều. Em hát có sắc thái to nhỏ rồi đoạn nọ kia đoạn kia em cũng làm khác đi so với bản gốc, thì cái đấy là anh rất hoan nghênh bởi vì nên như thế. Nhưng mà có một cái anh muốn nói là bài hát bình thường ấy, anh muốn nói sâu hơn về phần thanh nhạc. Bình thường em hát nếu mà mình rung nặng quá mà thì cái beat này nó không phù hợp với những cái kiểu rung như vậy, em hiểu không? Là cái thường cái rung thế nó dành cho nhạc chính thống nhiều hơn. Thì đấy, và cái đoạn mà em feel để vào cái điệp khúc cuối cùng ấy, em có nhớ không? Vừa rồi em làm chưa có tới. Em tức là em phải nên nhớ rằng khi mà mình làm những cái đó ấy, thì em phải có sự chuẩn bị sẵn. Chứ giả dụ em đã tập buổi chiều và buổi sáng như này, xong tối em feeling lên quá, em làm quá lên thì đâm ra nó thành over, nó sẽ thành không tốt cho em. Cho nên là kể cả trên sân khấu ấy, một người ca sĩ mà muốn hát được thật hay hơn thì là cũng phải luôn kiểm soát được
được sự hưng phấn của mình. Anh nghĩ là em mà kiểm soát được nữa thì em sẽ làm tốt hơn rất nhiều. Nha, chúc mừng em. Cảm ơn ạ. Xin được cảm ơn Duy Đạt.